Bỏ gì? Hút có máu trong mấy cái ục đi ra. Trời ơi, chứ có cái gì hút hết. Có đồ hút chứ. Dạ. Yep. Cục đầu đen xung quanh đi thì cứ là một cái này không. Ồ, chết thật. Ồ, đụng mấy cục luôn. Kiến ơi, Kiến à. Đáng gì? Ra được cái cục cầu của hắn rồi đó. Cục nó nhạy rồi đó cô nghe. Còn bào máu nữa thôi. Tuần sau em cần tới không chị? Tuần sau em cần... nếu em muốn làm điều trị luôn thì tới làm. Chứ còn mụn em thì cũng đỡ rồi đây. Còn chính là mới vô mấy cái cục nữa. Còn mấy cái mụn nhỏ nhỏ này thì đỡ nhiều rồi. Cái bạn Facebook của chị đi. Dạ. Vô trong đó tìm hiểu. Em giống con bé. Bé mẹ nhỏ nhỏ.
ăn cái táo. Kéo cái đèn tới xíu. Kéo đèn. Em vô thực ra vậy rồi em vô chỗ trúng chỗ lon thì lon mới lái cho em kỹ được hiện rõ đó cô nè. Chứ em vô chỗ kia chưa chắc người ta là lái kỹ cho em nè. Em vô lon chỗ nhưng mà là may mắn đó. Lái kỹ thì lại hơi đau một chút nhưng mà không. Không là một bạc. Cái phút cuối đau nhất là chỉ bỏ cái gì vô đó. Thuốc gì đó đâu. Thuốc như acid vậy. Bỏ trang cái cục mụn hả? Không, đi xoa lên. Ừ. Như cho nó héo đi hay sao. Ừ. Đau lắm. Còn sao rồi hai? Cho chị cô bàn tay bên đây được không có. Là xuống cái chạm chiếc này. Thank you.